Mấy cái thằng mà nó, mấy cái thằng mà nó chửi con làm sao dám ra mặt, ra mặt người ta xét. Bây giờ con gái, giờ con gái của chú bây giờ nó khùng nặng, nó ăn cứt gà rồi, ăn cứt heo, cứt chó gì, con khùng dữ lắm rồi. Con mời mà nó, mấy... nó chửi, con vui, chứ nghĩ ra nó thích nó chửi. Nó chửi lén thì được, chứ nó chửi ra mặt, người ta biết mặt nó, mai mốt ta xét cứt vô mặt nó sao. những cái thằng đó là những đứa nhát gan làm sao dám ra mặt. Nó sợ, nó không dám ra mặt chứ. Chú thấy con chú còn sợ đi, lì lắm mới dám ra mặt đây, đừng có nói. Con đâu có làm gì đâu, con gì đâu làm lì. Con khùng lắm chú ơi, con khùng, con thích gà, con làm đâu biết gì đâu. Con khùng, con thích gà. Thấy chú đang ngồi đâu không? À, các bạn nói Nhiên thầy khùng hả, hay không thì mở chương trình ra cho người ta chửi thầy vậy. Tại tôi thích người ta chửi tôi cho vui vậy. À, người ta chửi người ta mới lộ cái mặt người ta ra, chứ người ta không chửi sao lộ mặt ra. Nói chưa? Còn mấy đứa mà nó chửi lén, nó chửi lén là nó sợ chết nó mới chửi lén chứ, đúng không? Đây, nó biết chửi mà nó sợ, nó biết mặt là nó nhát. Thấy chú đang ở đâu không? Dạ. Thấy không? Dạ. Chú đang ở đâu mà nhà đẹp chứ đi chú. Nào chú đi đâu đó, đi du lịch đâu đó chú. Chưa nói, chừng nào tới chỗ rồi lại chim mới biết. Dạ. À, thôi à, cứ mời nó lên chửi đi. Diễm mấy đứa mà nó hả? Diễm tại sao chết hả? Ai biết ông chết cái vụ gì, ai biết đâu ai biết nhau, ai biết Diễm á hả? Dạ, Diễm tại sao chết, có người hỏi kìa chú. Chú biết cái lời giùm con đi, con nhỏ quá. Ôi trời ơi, chuyện này biết. Nó ngu quá vậy, không biết, mua sách mà hỏi, gõ Google lên ra gì đâu mà cần phải hỏi. Diễm là dạ. Một tên độc tài, đã gây đến sự phẫn uất nhân dân miền Nam, mà đồng dạ. Thời á là Mỹ muốn loại bỏ Diễm ra để lập một cái chính phủ khác để mau đưa chiến tranh vào Việt Nam, đưa quân đội Mỹ vào Việt Nam. Để giải quyết chiến tranh nhanh. Đó, cho nên là Mỹ phải thủ tiêu Diễm đi bằng mượn tay chân của quân đội Việt Nam Cộng Hòa để trừ khử Diễm. Cho nên mới xảy ra một cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11. Và khi bắt được con Diễm ở trên nhà thờ Ta Tam trên Chợ Lớn là ngày 2 tháng 11. Thì cái này là còn nằm trong bí mật, chưa phải là lệnh của ai. Nhưng khi trên chiếc xe tăng thiết giáp thì thiếu tá Nhung đã bắn chết anh em Diễm Nhu. Đó là như vậy. Đấy, nhưng mà sau đó thiếu tá Nhung bị quản thúc ở trong bộ tổng tham mưu, và sau đó thiếu tá Nhung cũng treo cổ để tử chết. Cái vấn đề này là treo cổ hay là ám sát mình chưa biết, vì nó bịt đầu mối là ai đã lệnh giết. Đấy là vấn đề. Rồi sau đó xác Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu là chôn ở trong bộ tổng tham mưu của Ngụy Quân, ở tức là bây giờ ở quân khu 7 bây giờ đó. Đấy. Cho tới mãi sau khi Nguyễn Văn Thiệu lên cầm quyền thì mới đem hai xác anh em Diệm Nhu về nghĩa trang và để chi chôn, nhưng chôn bằng hai cái mã bằng, không được để tên và không được làm một nấm mộ. Đấy, vì sợ là nhân dân miền Nam lúc đó phẫn uất và họ sẽ không để yên cái mộ đó, cho phải chôn bằng mộ bằng để không cho ai biết. Đó là như vậy. Tới khi mà chi đưa về nghĩa trang để thiêu thì cái này là chủ yếu là bên dòng Chúa Cứu Thế, bên Công giáo là tổ chức là cải táng đưa về nghĩa. Nhân dân người ta biết thì có những người không kiềm chế được và phải giấu tên đi. Nhưng anh em Diệm Nhu dù muốn dù sao cũng là một nhân vật lịch sử. Ta vẫn tôn trọng nhân vật lịch sử đó. Còn vấn đề tội ác thì vấn đề nhân dân đã phán quyết. Và mọi người đều thấy rồi, đó, cái chuyện đó thì rõ ràng rồi. Đó, cái chết của Diệm Nhu tức là Mỹ không muốn dùng Diệm Nhu, là Diệm giết đi thôi. Mỹ giết Diệm Nhu đi để thay đổi chế quyền khác, để dễ sai khiến, dễ hiểu thôi. Gì đó, đúng không? Mà nói chung dễ hiểu nhất là kẻ nào ác là bị giết à. Thế rồi. Cho nên bây giờ mà tên nào mà phản động muốn manh nha, mà làm bậy làm ác thì nhân dân người ta không giết à. Thấy chưa? Còn cái thằng nào mà
mà nó cứ chửi bậy thì kể nó, trời ơi, nó chửi lén, giữa lúc chửi không ra mặt thì tha hồ hết chứ. Ăn thua gì. Nhưng mà một điều rất hay là bây giờ vừa rồi chú nói là cái phong trào yêu nước không phải là phong trào yêu nước dành cho cờ đỏ nữa, mà phong trào yêu nước này nó đã lan tỏa, nó đã phát triển ra các nước trên thế giới, trong cộng đồng người Việt trên thế giới. Thấy chưa? Một số người Việt họ thức tỉnh, hoặc là họ trước kia họ lu mờ, họ không hiểu về thông tin truyền thông lắm, nhưng bây giờ họ hiểu quá rồi, sống gần tụi nó, thấy tụi nó nói ba xạo quá này, à, người ta ghét. Thấy chưa? Đấy, toàn những cái bọn thất nghiệp rồi ba dơ ba láp gì đâu, tờ cũng tham gia gọi là hoạt động chính trị này nọ. Có cái bạn nào nói gì nè, cái bạn nào nói nè, chính nhiệm nhu bảo vệ mạng sống của người dân, chấp nhận chết tụi bay. Rồi thì cái quyền nó nói, nó nói thôi, giờ nó nói, nó tôn vinh, nó đâu nó tôn vinh, nhưng mà lịch sử và sự việc nhân dân miền Nam bị chứng kiến rõ ràng rồi, thấy chưa? Nhưng chỉ có một điều như thế này, Diệm Nhu biết trước rằng, biết trước sau rằng Mỹ cũng sẽ khử trừ Diệm Nhu, khử trừ từ năm 60 tới năm 61 không thành công, và Diệm Nhu biết trước sau cũng sẽ chết. Nhưng mà trên lúc đó Diệm mới nói thế này, Diệm chết thì Mỹ sẽ thất bại chiến tranh Việt Nam. Có một câu phán đoán của Đình Diệm lúc đó. Bởi vì khi Diệm chết mà Mỹ đưa quân ồ ạt vào miền Nam Việt Nam, tức là lộ rõ hẳn bộ mặt xâm lược và gây ra sự bất đồng và bất bình trong cộng đồng nhân dân miền Nam, thì từ đó nhân dân miền Nam lại đi kháng chiến chống Mỹ nhiều hơn, và từ đó gây sự là nhân dân là có một cái phong trào kháng chiến rất là cao độ. Đấy. Nên, bởi vì họ thấy rõ ràng quân nước ngoài vô Việt Nam là xâm lược rồi, cho nên họ tham gia kháng chiến nhiều hơn. Đó là cái thất bại của Mỹ đấy. Trên Diệm trước khi chết có nói thế này, nếu Diệm chết thì Mỹ sẽ thất bại chiến tranh Việt Nam. Diệm có chủ trương muốn dung hòa một chế độ không có quân xâm lược, chỉ nhận viện trợ để đối đầu với miền Bắc. Đấy. Nhưng mà bọn chúng rất sợ rằng Diệm với miền Bắc sẽ bắt tay nhau hiệp thương tổng tiến cử. Bọn chúng sợ đó, và bọn muốn là chiến tranh miền Nam, và bọn chúng muốn chia cắt miền Nam Việt Nam lâu dài để lệ thuộc vào Mỹ giống như Hàn Quốc. Và bọn chúng đều muốn miền Bắc cũng chia cắt lâu dài để lệ thuộc vào Trung Quốc cũng như Triều Tiên. Đó là âm mưu của những nước lớn, rõ ràng như thế. Nhưng nhân dân ta với cái quyền tự quyết, quyền tự chủ và cái quyền khao khát độc lập và khao khát thống nhất thì sẵn sàng bằng mọi giá đổi bằng một bao nhiêu xương máu quyết giành đến thắng lợi. Mà cái mục tiêu như Nguyễn Cao Kỳ đã nói rằng chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng muốn thống nhất hai miền. Đấy. Nhưng Cộng sản làm được điều đó là tốt thôi. Đấy chứ? Tức là không ảnh hưởng ngoại bang, không ảnh hưởng một đế quốc xâm lược nào. Rõ ràng bây giờ nước Việt Nam của mình không có một cái đồn trú nào của nước ngoài có quyền đóng quân Việt Nam hết. Đấy chứ? Đó là một cái vinh dự, một cái hãnh diện, một quốc gia được quyền tự chủ, tự quyết. Không có một cái quân đội nào có quyền xâm nhập đóng quân ở Việt Nam hết. Thấy chưa? Muốn vào phải xin phép à, không phải giỡn. Thấy chưa? Đó là cái độc lập tự chủ của mình. Đó. Còn vừa rồi bọn chúng tuyên truyền nói là Hạ viện Mỹ đang thảo luận với định nhân quyền ở Việt Nam. Bọn nó hí hửng. Bọn nó cứ tưởng đâu là chính quyền Mỹ là nói như chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước vậy, nói sao mày phải nghe vậy đó. Nó cứ mang cái đầu óc là Mỹ nói sao phải nghe. Nhưng chính vừa rồi có người Mỹ nói thế này, người Mỹ đâu có ngu, như đâu có ngu đâu mà đem quân đi đánh giùm cho tụi mày để tụi mày vác cờ về Việt Nam, tụi mày cắm cờ. Người Mỹ hồi xưa đã bị ngu rồi, đổ tiền của vào Việt Nam để nuôi chế độ mày, mà chế độ mày giữ không được, chế độ Mỹ thua rồi, thì người Mỹ bây giờ đâu có ngu gì mà đem quân vào để mà đánh Việt Nam, để rước tụi mày về, tụi mày cầm quyền mà rước tàn mấy thằng ba dơ không như thằng nào chính trị đâu. Thấy chưa? Mỹ đâu có ngu khùng vậy. Bọn nó có hảo huyền ở trong là... Mỹ. Bọn nó có hảo huyền ở trong. Anh chị em mà đang chống cộng bây giờ nè, anh chị em nào chơi cá với tôi bây giờ, ai dám chửi tay đôi mà chửi lộn với tôi mà tôi không chửi lại, chửi tôi chừng nào mà tôi ngồi đây tôi nghe mà người đó mà xuống chửi cho chửi thoải mái luôn, chửi gì cũng được, cho chửi tránh chửi bất hồn thì tôi cho chửi mà cảm thấy chửi mà tôi không giận á.
thì các bạn cứ ngồi chửi thoải mái, tôi cho chửi nào mà từ đây tới tối tới ngày mai luôn, chửi tôi ngồi tôi nghe, tôi không đi luôn, các bạn cũng không đi luôn, coi đứa nào thắng. Bây giờ chú nói cho con nghe nha, những cái bọn chửi là gì? Bọn vô học. Nó không tìm hiểu lịch sử, không học hỏi lịch sử, kể cả lịch sử của Mỹ luôn. Trong trường của Mỹ, hiện giờ chú có những cháu học trong trường Mỹ, họ vẫn công nhận chiến tranh Việt Nam là chiến tranh chân lý. Nhưng mà bọn nó không học, bọn nó chỉ nghe người ta nói lại không à. Thấy không, tuyên truyền nó lại không à, chứ đâu có học đâu biết, thấy chưa? Trên những cái bọn mà nói xấu là những bọn ngu hết, nó đâu có học đâu để biết, thấy chưa? Mà nó có nói là Bác Hồ là xấu nè, tướng Việt Nam là không học nè, mà làm tướng nè. Đấy, rồi như Võ Nguyên Giáp là dở này kia. Nhưng mà tại sao tụi nó thua những người dở mới kỳ quá, thấy chưa? Thế là tụi nó quá tồi luôn. Nó cứ chê người ta dở mà nó thua thì nó tụi nó quá tồi, thấy chưa? Nó sao không nghĩ rằng nó phải thua một người tài giỏi nó mới hãnh diện chứ. Ví dụ tướng De Cat de Tattery thua chiến tranh Điện Phủ, mà còn về khi về Pháp còn phát biểu thế này: tôi rất vinh dự được thua dưới tay của tướng Võ Nguyên Giáp. Hôm nay còn phát biểu vậy bởi vì thua một tướng tài họ cảm thấy hãnh diện hơn thua một thằng tồi, đúng không? Danh tính nên tướng De Tattery mà khi về Pháp nói rằng tôi rất hãnh diện và rất vinh dự được thua dưới tay của tướng Võ Nguyên Giáp. Anh nói như vậy. Còn những thằng ba láp đây không chấp. Em đang thông não đó anh à. Em đang thông não mấy đứa đó đó. Anh đã còn cái bọn nó nghe được, để cho thông não thì. Kệ nó, cái cho bao que nó vô, mình mở là mở cho tụi nó nghe. Mở tụi nó vô. Để chưa? Thông não. Để cho tụi nó hiểu được không hiểu kệ nó, vì tụi nó chỉ biết chữ bậy không biết gì trơn hết đó. Chỉ biết anh chửi đi. Anh Vua Hùng ơi, em Nhiên Khùng đã Nhiên thông não các bạn Việt Nam, con cháu Việt Nam Cộng Hòa. Đợi đi anh. À, cứ để em cho nó chửi đó. Con. Bởi vì thế này em nè. Em đang ở trong chùa, em 2018 này em đi tu ở trong chùa mới ra, em đang luyện tẩu quả nhập ma rồi, em bị khùng nặng rồi, em thích cho nghe ta chửi. Hình như là hôm nay chú lần đầu tiên kết nối với con để nói chuyện với con. Bởi vì chú thấy bà quẹ nó vô hơi nhiều. Nhưng mà mình nói để cho nó nghe. Thấy chưa? Mày cứ vô đi, vô nữa đi kêu. Mày kêu đồng bọn vô nữa, vô nhiều vô, tao nói cho mày nghe. Thấy không? Chứ không phải tao nói cho người nhà tao nghe thì chứ không. Thấy chưa? Đột đích là nói cho tụi mày nghe. Mày cứ vô đi. Các anh chị làm cái live stream, các anh chị có khi nào thấy bà quẹ vô nhà các anh chị không? Nó có dám vô đâu, chỉ dám vô nhà Nhiên thôi. Đó. Bởi vì nãy giờ chú coi chú thấy vậy chú mới vô nói để cho ba que nó coi mà ba que này là thuộc ba que A Vua chứ không phải ba que chính hiệu, chứ ba que chính hiệu những cấp tá cấp tướng ngày xưa đó họ biết lịch sử, họ biết họ là kẻ thua cuộc rồi không có nói, còn cái là ba que mấy con A Vua ba que mới trước chùa ra mới đi sắm hối ra đó, hối ra rồi bây giờ liền được cái gọi là thần kinh thép mà chuyển qua tới khùng luôn rồi. Người ta thép người ta còn hơi nóng giận đúng không? Chú thấy mấy thằng comment khùng luôn rồi đó. Chú kiểu mà thấy mấy thằng comment ra đây nó vô nó chửi nhiều lắm, kệ nó cứ cho thoải mái đi, thấy chưa? Để cho chửi thoải mái. Bởi vì nó chỉ biết chửi thôi, nó không biết cái gì lịch sử hết trơn đó. À, càng nói để cho nó kêu đồng bọn nó vô đi, kêu vô, vô đây, vô coi nhiều. Con thấy ông con thấy không? Sao chú? Hả? Nó tiếp Diệm Nhu đi chú, Diệm Nhu với Việt Nam Cộng Hòa mà sao chạy tụt quần đi đó chú. Tại chị nói cho con nghe coi, con không biết cái tụt quần là chuyện của Thiệu, còn Diệm Nhu nó không có tụt quần, nó lột xác thôi, không tụt quần. Bây giờ nhắc là nói gì, chết thúi xác đó rồi mà cứ lôi ra làm cái gì cho nó mệt lắm. Đấy, đây là chú nãy giờ chú nói, thấy bà què nói đó, coi đó. Cũng như thí dụ như một người ca sĩ mà đi sân khấu diễn mà không ai coi họ buồn lắm chứ. Thấy chưa? Đúng không? Họ phải nhiều người coi họ mới vui. Đấy, kệ nó, cứ cho bà què kêu vô, nó kêu dòng họ, kêu anh em, kêu chú bác nó vô coi thoải mái. Đấy. Mà chú biết cái bọn ba que này là cái bọn ba que A Vua. Có thằng nào dám ra mặt đâu. Bà que thằng... ơi, nó nghe nè, nhưng nó nghe bà que, nhưng nó nhỏ cho bà que nghe nè. Có ai chửi, có ai mà bị chửi như Nhiên mà Nhiên ngồi cười không? Hả? Bây giờ nè, những cái thằng comment vô đây chửi á, nó có can đảm á,
thì nó ra mặt, nó lên livestream nó chửi đi. Thấy không? Những cái thằng này nó rút trong hầm cầu hố cống ở đâu nó chửi thôi, có gì? Thấy chưa? Đây, chú à, chú ăn thấy không? Thấy xe lửa chạy không? Chú trong nhà chưa con chú đi xe vui không? Đó. Thấy không? Dạ thấy rồi chú. Thấy sướng. Con biết rồi. Con biết rồi. Dạ. Yeah.